và nào đâu ai lại muốn vứt bỏ yêu thương mình gìn giữ sau bao nhiêu chặng đường. Mưa cũng sẽ tạnh sớm thôi, mây đã tan rồi, nhành hoa đó đã úa rồi, mà sao em còn giữ mãi tình yêu đó, đâu thể xanh lại lần thứ hai. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh của em. Thì ngày hôm nay quay trở lại với các bác đó chính là một bộ karaoke. Em sẽ review một bộ karaoke giá hạt rẻ để dành tri ân cho tất cả các bác trong cái thời gian mà em đang chuẩn bị mở thêm một cơ sở thứ hai này. Thì đối với cái combo này, ngày hôm nay sẽ tặng tất cả các bác một cái quản lý nguồn trị giá 1.800.000, hàng chính hãng của DB Gotic, hoặc có thể trừ trực tiếp vào tiền mặt các bác nhá. Đấy, anh em nào thích cái combo nào thì có thể liên hệ qua cho em. Đó. Đối với combo này thì em đang sử dụng một đôi loa bãi hàng xịn của Ôm luôn các bác nhá. Zin từ đầu đến đít luôn. Zin toàn bộ 100% luôn, hàng rất là chất lượng, giá hợp lý. Kết hợp với một bộ micro 450 25 mã này. Đó, phiên bản có eco các bác nhá. Bộ vang số xử lý DSP DB Gotic S500 25 mã bản nâng cấp của S500 Plus. Ở bên dưới đây đó chính là một cục đẩy DB Gotic công suất D2500 500W trên một kênh, hai kênh các bác nhá. Bên dưới đây là một con súp điện bass 30 của DB Gotic. Con này tiếng rất là hay, con này bass xuống rất là sâu, em đã review trên kênh của em rồi. Anh em có thể vào xem và trải nghiệm trên kênh của em nhé. Đó, cho các bác xem mặt bên trong này. Rất là đẹp, hàng chính hãng thì anh em yên tâm về sử dụng. Đó. Ok, bây giờ sẽ test thử, em sẽ xét qua và test thử xem cái combo karaoke này nó chất lượng nó ra thế nào các bác nhé. Nói qua một chút xíu nữa thì con vang DB Gotic S525 mã này là nó có thêm một tính năng nữa, rất nhiều tính năng ấy. Nó có thêm cả cổng quang này, nó có thêm Bluetooth và nó chưa có thể chơi được cả nhạc USB chất lượng cao các bác nhé. Rất là hay các bác ạ, rất là phổ thông luôn. Ok, bây giờ sẽ test thử nhạc xem chất âm của con này, bộ karaoke giá hạt rẻ này nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng, xem chất âm nó ra như thế nào các bác nhá. Em xin mời tất cả các bác đeo tai nghe và cảm nhận cái chất âm của bộ karaoke này nó đạt được như thế nào nhá. Nghe nhạc rất là phê luôn, tiếng bass nó thả rất là mượt. Anh em đeo tai nghe mới cảm nhận anh em nhá. Em đang sử dụng tính năng Bluetooth chất lượng cao, nghe nhạc chất lượng cao ở trên con vang DB Gotic S525 mã này. Đó. Bây giờ sẽ thử một đoạn bolero cho tất cả các bác dân ca quan họ nhé, cho tất cả các bác nghe thử xem chất âm con này như thế nào. Ok, xin mời các bạn, tất cả các bác cùng lắng nghe và cảm nhận. Tiếng nó rất là chi tiết các bạn. Anh em nghe một đoạn khi nó vào điệp khúc, tiếng bass nó thả rất là sướng luôn. Lúc nào anh giận em không? Rứa có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài.
Anh em có thể cảm nhận đúng không ạ? Chất âm của nó, tiếng bass nó thả ra rất là mượt mà luôn. Ok, cái phần quan trọng hơn đó chính là cái phần test karaoke. Bây giờ em sẽ mời Mr. Thái đang ở ngồi đằng sau kia test thử cho tất cả các bác nghe một đoạn điệp khúc xem chất mic con này nó thả ra như thế nào các bác nhá. Ok, xin mời tất cả các bác xem tiếp cái video của em. Vừa giờ là một cái phần thể hiện các khúc khá là tuyệt vời đúng không các bác? Anh em đeo tai nghe và cảm nhận vào chất âm của cái bộ karaoke này nhá. Thì đối với cái cấu hình này thì em sẽ tặng tất cả các bác một chiếc nâng tiếng EX 300 ở đằng sau kia anh em nhá. Anh Thái có thể mang cái đây cho tất cả anh em cùng xem nhỉ. Ở đấy thì em chưa kết nối vào. Đó. Anh em có thể xem cái con nâng tiếng này rất là đẹp các bác nhá. Đây là mặt giấy bóng em bóc ra là mới đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây, các bác có thể thấy rất mới đúng không các bác? Đó. Ok, anh em nào có nhu cầu sử dụng cái combo karaoke này thì có thể nhấc máy lên và gọi điện ngay cho bên đơn vị chúng em. Chúng em sẽ tư vấn và đầy đủ cho tất cả các bác, hỗ trợ lắp đặt cho tất cả các bác trong vòng cái bán kính 100 đến 150 cây số quay đầu. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em đăng trên kênh hàng ngày nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.